nhìn bác đánh đàn lại nhớ đến một bài hát là Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, và bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Hàng ngày bác cứ lang thang vậy thôi với cái đàn tự chế. Ngoài trên phố bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Và mình thì giới thiệu đến các bạn, đây là đường Hồ Chí Minh. Bác này thì bác đã là một người địa phương trông rất là tội. Đây là cây đàn của bác. Có lẽ là cái cảm cái cảm xúc sáng tác của nghệ sĩ Phú Quang không biết là có như thế này không. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, mà đúng là bác này là bác lang thang này. Và bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Rồi một chút chia sẻ với anh chị và các bạn như vậy. Chúc anh chị và các bạn và các bác một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui, và chúng ta hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc.